đã sẵn sàng. Họ đang chờ lệnh của Đức Vua. Tốt lắm. Chuẩn bị, xuất quân. Đức Vua đừng. Tôi muốn nói vài lời với họ. Nếu các con cũng biết âm mưu xâm lược của chúng mấy lâu nay, nếu chúng thắng thì ta sẽ mất đi những chiến binh giỏi nhất. Vì thế tôi mong Đức Vua cầu phúc cho họ. Ta chúc các người giết chặt, chiến thắng trở về. Đa tạ Đức Vua. Dù trong bất cứ tình huống nào, các con cũng phải bình tĩnh. Khi dù quân địch có dùng bất kỳ thủ đoạn này cũng thế. Điều đó chỉ chứng minh chúng là kẻ yếu đuối. Chúng ta đã nhiều năm liền chiến thắng trong cuộc thi này. Không có lý do gì mà năm nay lại thất bại. Chúng thần sẽ mang vinh quang về cho Ayodhya. Giờ nó thuộc về con, ta mong con và nó sẽ mang chiến tích về cho Ayodhya.
Ajutthaya mãi mãi nhớ ơn các ngươi. Cư dân mảnh đất này ban ơn các ngươi. Hãy nhặt một viên đá của Đức Mẹ, viên quốc này sẽ trường tồn cùng với các ngươi. Mong rằng các ngươi sẽ luôn chiến đấu vì đất nước này. Chúng ta không phải là những kẻ mang rợ, chúng ta chỉ bảo vệ qua bình. Những kẻ nào đe dọa qua bình của chúng ta, chúng đều là kẻ thù. Và chúng ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ thù nào. Vì quê hương này có gia đình, vợ con, người thân của chúng ta, chúng con là người của hai dân tộc khác nhau, nhưng chúng con nguyện kết nghĩa huynh đệ, có phước cùng hưởng, có quả